Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức và giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Theo một cuộc nghiên cứu, làm vườn giúp não bộ khỏe mạnh khi về già. Hàng Tesla kêu gọi sửa chữa hơn 11.000 xe Cybertruck do lỗi cần gạt nước và tấm vách trên thân xe. Ngôi nhà Mobile Home rơi xuống xa lộ 210 gây kẹt xe 13 tiếng đồng hồ ở California. Chữa cháy liều vô gia cư, 11 lính cứu hỏa ở Los Angeles bị thương. Quận San Luis Obispo, California phải đóng cửa bãi biển do ô nhiễm nước thải. Giới chức cảnh báo Minnesota có nguy cơ bị tràn đập. Tổng y sĩ giải phẫu Hoa Kỳ vào ngày thứ ba tuyên bố bạo lực súng đạn là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Tòa án ngăn chặn SAFE, chương trình xóa nợ sinh viên của Tổng thống Biden. Một chiến thắng cho nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump, thẩm phán Hon Merchant đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm phát ngôn. Nhà sáng lập Wikileaks sẽ được tha tù sau khi đồng ý nhận tội gián điệp trước tòa án của Mỹ. Hoa kỳ điều tra china telecom china mobile về nguy cơ trên internet và hệ thống lưu trữ cloud bà ursula von der leyen tiếp tục làm chủ tịch ủy ban châu âu tòa án hình sự quốc tế icc ra lệnh bắt cựu bộ trưởng quốc phòng nga và tổng tham mưu trưởng quân lực nga tội chống nhân loại ở ukraine thế vận hội paris không có máy lạnh các đội mỹ anh canada và ý phải tự mang máy lạnh theo Pháp, Đức, Ba Lan tuyên bố chung gia tăng cộng tác quốc phòng. Quốc hội Kenya bị đốt, trong khi những người biểu tình phản đối luật thuế mới. Tên Việt Nam, Trung Quốc bao thầu đường hỏa xa tốc hành Bắc Nam cho Việt Nam vào năm 2026-2027. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, theo một cuộc nghiên cứu, làm vườn giúp não bộ khỏe mạnh khi về già. Nghiên cứu của các nhà tâm lý học tại Đại học Edinburgh đã theo dõi hàng trăm người Scotland và lối sống của họ trong gần một thế kỷ, và người ta phát hiện ra rằng thời gian dành cho việc làm vườn có thể bảo vệ khỏi bệnh mất trí nhớ từ bây giờ cho tới 80 tuổi, bất kể giàu có và trình độ học vấn. Tờ báo được đăng trên tạp chí Journal of Environmental Psychology kết luận bản chất kích thích tinh thần của việc làm vườn vẫn chưa được khám phá. Việc này có thể góp phần cho bộ nhớ của não ngày càng tốt hơn, dù ở tuổi già. Hàng Tesla kêu gọi sửa chữa hơn 11.000 xe Cybertruck do lỗi cần gạt nước và tấm vách trên thân xe. Vào ngày thứ Ba 25 tháng 6, Tesla đã loan báo thu hồi để sửa chữa phần lớn những chiếc xe Cybertruck do trục trặc cần gạt nước trên kiến trắng gió và tấm vách gắn trên thân xe, theo Reuters. Đợt thu hồi này liên quan tới hơn 11.000 chiếc xe Cybertruck. Những chiếc xe được lấy cảm hứng từ Blade Runner đã giao ra tháng 11 năm 2023 sau nhiều năm trì hoãn. Tesla đang thu hồi để sửa chữa 11.688 xe Cybertruck sản xuất từ năm 2024 vì bộ điều khiển động cơ cần gạt nước trên kiến chắn gió phía trước bị hư do quá tải dòng điện. Cần gạt nước không hoạt động có thể làm tăng nguy cơ đụng xe khi thời tiết ẩm ướt. Đợt thu hồi do trục trặc cần gạt nước được áp dụng cho tất cả các xe Cybertruck được sản xuất cho tới 6 tháng 6. Mặt khác thì Tesla cũng đang thu hồi 11.383 xe Cybertruck vì tấm vách gắn trên thân xe có thể được gắn không đúng cách dẫn tới lỏng lẻo và gây nguy hiểm trên đường xá. Tesla bắt đầu điều tra vào tháng 12 sau khi phát giác sự trục trặc trên một chiếc Cybertruck chưa được giao cho khách hàng và vào tháng 5 tiếp tục có rắc rối thứ hai trên một chiếc xe của khách hàng và sau đó có thêm các trường hợp tấm vách bị lỏng lẻo hoặc rớt ra do cách gắn hoặc cách dán keo không đúng tiêu chuẩn. Các nhân viên của Tesla sẽ dùng chất tăng độ bám dính và keo nhảy áp suất hoặc thay thế tấm vách miễn phí cho những chiếc xe nào bị rớt mất. Tesla cũng thu hồi gần 4.000 xe Cybertruck hồi tháng 4 để sửa chữa bằng đạp gas có thể bị lỏng và kẹt vào cái hốc bên trong. Những trục trặc mới nhất này không thể sửa chữa từ xa, nhưng phần lớn những rắc rối liên quan tới việc thu hồi để sửa chữa của Tesla thường được giải quyết bằng cách update những nhu liệu trên mạng. Ngôi nhà mobile home rơi xuống xa lộ 210, gây kẹt xe 13 tiếng đồng hồ ở California. Một căn nhà mobile home đã rơi xuống đường 210 khi chiếc xe tải chở nó bị lật ở Pasadena vào đêm thứ Hai 24 tháng 6, làm kẹt xe trên hầu hết các làng đường đi về hướng Tây của xa lộ hơn 13 tiếng đồng hồ. Cái Tio đã đưa tin, chiếc xe mini truck chở căn nhà Mobile Home và đụng một chiếc xe khác lúc 7 giờ tối trên làng đường đi về hướng Tây ở đường North Lake Avenue. Căn nhà đã rớt xuống và trúng làm hư hại một chiếc xe khác. Cảnh sát tuần tiểu của đường xa lộ California CHP cho biết căn nhà đã rơi khỏi xe. Bốn làn đường về hướng Tây và lối ra của North Lake Avenue đều bị phong tỏa cho tới sáng ngày thứ Ba. Xe cổ đã kẹt kéo dài khoảng 2 dặm đường trên xa lộ 210 vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng của ngày hôm nay. Sau cùng thì các làng đường đã được dọn dẹp xong và lưu thông trở lại vào 8 giờ rưỡi sáng. Hiện vẫn chưa có chi tiết và thương tích hay là nguyên nhân vụ tai nạn. Cảnh sát vẫn đang điều tra. Chữa cháy liều vô gia cư, 11 lính cứu hỏa ở Los Angeles bị thương. Một vụ nổ xảy đến trong lúc lính cứu hỏa đang chống chọi với một đám cháy ở khu lều trại của người vô gia cư vào ngày thứ hai, khiến cho 11 nhân viên bị thương. Vụ hỏa hạn được trình báo khoảng 1 giờ rưỡi chiều tại một khóm cây ở khu đất trũng Sepulveda Basin ở San Fernando Valley thuộc địa phận Los Angeles. Khi lính cứu hỏa tới gần đám cháy đi dập lửa, một vụ nổ xảy ra khiến cho một nhân viên cứu hỏa bị thương. Sở cứu hỏa của Los Angeles LASD đã đưa tin, nhân viên bị thương được đưa qua một sân bóng chày để cấp cứu rồi trực thăng chở đến bệnh viện Northridge Hospital. Lính cứu hỏa cho hay thương tích nặng, nhưng nay thì tình hình của nhân viên đó đã ổn định. 10 người lính cứu hỏa khác cũng được khám sức khỏe và chữa những vết thương tích nhẹ. Cảnh sát Los Angeles LAPD cho hay có một số vật dụng đáng ngờ trong khu liều trại nơi phát hỏa, khiến cho lực lượng cứu hỏa không thể quay trở lại để phun nước dập lửa vì lửa cứ bùng lên. LAFD đã dùng trực thăng thả nước xuống những nơi đàn cháy. LAPD cũng đã đưa đơn vị chuyên môn về Bournemouth để điều tra khu vực này. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 1/4 acre. Quận San Luis Obispo, California phải đóng cửa bãi biển do ô nhiễm nước thải. Sở Y tế Công Cộng quận San Louis Obispo cho biết, đường ống dẫn nước thải tại The Inn at Moro Bay, to lạc tại số 60 State Park Road ở Vịnh Morro, đã khiến nước thải chảy vào cống thoát nước mưa và chảy ra bến cảng. Sở Y tế khuyên công chúng nên tránh nước biển cách xa nơi xả nước thải 50 yard, là khoảng 46 mét, về phía bắc và phía nam. Cảnh báo cho biết tiếp rằng, việc tiếp xúc với nước biển khi bơi lội hoặc lướt sóng có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại bệnh như phát ban, sốt, ớn lạnh, nhiễm trùng tai, nôn mửa và tiêu chảy. Giới chức cảnh báo, Minnesota có nguy cơ bị tràn đập. Các nhà chức trách tại miền nam Minnesota đã xác nhận đập Rabidan Dam trên sông Blue Earth River Tờ lạc tại phía nam thành phố Menkido gặp phải một số rắc rối, đài KARE-11 đã đưa tin. Trong một bản tin công bố vào chiều ngày thứ hai, quận Blue Earth đã xác nhận đập Rapidan Dam bị ảnh hưởng ở một phần mép ở hướng Tây, nhưng cho biết thêm rằng con đập vẫn còn nguyên vẹn và nhà chức trách chưa có kế hoạch di tản hàng loạt. Sáng ngày thứ hai, văn phòng cảnh sát quận Blue Earth đã đăng trên mạng xã hội rằng văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp và các cơ quan quản lý công trình công cộng của quận đang theo dõi tình trạng tích tụ mảnh vụn tại con đập. Cảnh sát trưởng quận Blue Earth Jeff Warsaw cho biết những cây chết do hạn hán rồi rớt xuống lòng sông bị dội ngược lên từ đáy sông khi mực nước dâng cao. Thường thì khi những cái cây rớt lai ra xuống dòng sông, chúng tôi có cách kéo lên khỏi con đập Warsaw cho biết, nước chảy rất xiết nên nếu đưa máy xúc xuống gần con đập để lo mấy cái cây lên thì không an toàn. Vào đêm Chủ nhật thì mép hướng Tây đập Rapidan Dam đã bị bích lại, khiến cho nước tràn qua đập. Cuối cùng thì sông Earl River tràn qua vào sáng sớm ngày thứ hai và tạo ra một dòng chảy mới ở mạng Tây của con đập. Cuốn theo một nhà kho chứa máy móc nông trại, trạm biến áp, axel cùng với nhiều cột điện. Các công nhân Excel Energy đang cố gắng sửa chữa hệ thống điện cho khoảng 600 khách hàng sinh sống quanh khu vực đập Rapidan Dam. Người dân không cần phải hoảng sợ nếu sinh sống ở khu vực hạ lưu. Wessel cho biết, chúng tôi có loan báo cho những người có thể bị ảnh hưởng khi mực nước dâng cao đột ngột, và họ cũng biết được tin tức. Có vài người đã ra khỏi nhà do lo ngại, điều đó cho thấy sức mạnh của dòng chảy mạnh đến cỡ nào. Miền Nam Minnesota chứng kiến nhiều con đường bị phong tỏa và phải đi đường vòng vào cuối tuần do lũ lụt cầu County Road 33 và cầu County Road 90 đang được theo dõi chặt chẽ để xem liệu cây cối và rác rến có trôi xuống hạ lưu đập Rabidan Dam hay không và sẽ phong tỏa nếu thấy cần thiết. Tổng y sĩ giải phẫu Hoa Kỳ vào ngày thứ Ba tuyên bố bạo lực súng đạn là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Lời khuyên được đưa ra bởi tiến sĩ Vivek Murthy, bác sĩ hàng đầu của quốc gia, trong lúc Hoa Kỳ đang phải vật lộn với một ngày cuối tuần mùa hè được đánh dấu bằng các vụ khai hỏa hàng loạt khiến cho hàng chục người chết hoặc bị thương. Morty nói với AP trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, "Mọi người muốn có thể đi bộ qua khu vực lân cận của họ và được an toàn. Nước Mỹ phải là nơi mà tất cả chúng ta có thể đến trường, đi làm, đi chợ, đến nhà thờ mà không phải lo lắng rằng điều đó sẽ khiến cuộc sống của chúng ta gặp nguy hiểm." Thống kê cho biết đã có hơn 48.000 người Mỹ chết vì bạo lực súng đạn vào năm 2022. Tòa án ngăn chặn Safe, chương trình xóa nợ sinh viên của tổng thống Biden. Hai thẩm phán liên bang tại Missouri và Kansas đã đình hoãn một số phần trong sáng kiến của chính quyền Tổng thống Biden nhằm giảm các khoản nợ cho sinh viên, The Hill đưa tin vào ngày thứ Hai 24 tháng 6. Tại Kansas, thẩm phán Michael Crabtree đã đưa ra phán quyết rằng Bộ Giáo dục không thể cho phép tất cả chính sách của chương trình tiết kiệm cho giáo dục đem lại giá trị là SAFE đều có hiệu lực. Những người nợ học phí đại học tham gia SAVE được lập kế hoạch giảm bớt tiền nợ xuống còn một nửa từ tháng tới, từ 10% xuống 5% lợi tức cao hơn 225% so với mức nghèo. Crafty là thẩm phán được cựu tổng thống Barack Obama bổ nhiệm cho biết Bộ Giáo dục không có thẩm quyền rõ ràng cho việc giảm nợ trong chương trình SAVE từ Quốc hội. Thách thức đó do tổng trưởng lý Kansas Chris Kobach thuộc đảng Cộng hòa dẫn đầu và có sự tham gia của 11 tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa khác. Vào đầu tháng này, Crabtree đã đưa ra phán quyết rằng 8 trong số 12 tiểu bang không còn nghĩa vụ trong vụ kiện, chỉ còn lại Alaska, Texas và South Carolina. Tại Missouri, thẩm phán John bross cũng là người được cựu tổng thống Obama bổ nhiệm, đưa ra phán quyết rằng Bộ Giáo dục không thể xóa bất cứ khoản nợ nào theo SAFE vì cho rằng việc xóa các khoản nợ liên bang là hành vi bất hợp pháp, tước lấy doanh thu của các nhà điều hành nợ công trong tiểu bang. Năm tiểu bang khác cũng đã tham gia vào thách thức do Tổng trưởng lý Missouri Andrew Bailey Đảng Cộng Hòa đề nghị. Lập luận này giống với lập luận mà tối cao pháp viện từng đưa ra khi ban hành phán quyết chống lại cố gắng ban đầu của Tổng thống Joe Biden trong việc xóa nợ hàng loạt cho sinh viên. Quốc hội chưa từng cho Tổng thống Biden được quyền ép buộc người Mỹ phải làm công ăn lương gồng gánh khoản nợ nửa ngàn tỷ đô la của những người khác, một chiến thắng lớn cho hiến pháp. Bailey đã viết trên X Ross cũng từng nhận xét rằng SAFE có thể quá rộng để phù hợp với quyền hạn của Quốc hội, mở ra cánh cửa cho những người thách thức trong tương lai về tính hợp pháp của toàn bộ chương trình. SAFE xóa nợ hơn 5 tỷ 500 triệu đô la cho hơn 400.000 người đi vay tính từ lúc bắt đầu hoạt động. Lúc đó thì Tổng thống Biden đang cố gắng xoay sở để tránh né tối cao pháp viện chặn lại kế hoạch xóa nợ còn lớn hơn thế nữa. Hơn 8 triệu người đã ghi danh tham gia SAFE c là sáng kiến xóa nợ cho sinh viên được đưa ra từ Tổng thống Joe Biden. C vẫn tiếp tục giữ trong lúc hai vụ kiện tiếp tục được xét xử, mặc dù phán quyết của ngày hôm qua thứ hai là tạm ngưng phạm vi của chương trình và ngưng tất cả hành động xóa nợ trong tương lai. Một chiến thắng cho nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump, thẩm phán Hon Merchant đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm phát ngôn. Cựu Tổng thống Donald Trump và nhóm pháp lý của cựu Tổng thống đã đấu tranh với lệnh cấm phát ngôn kể từ khi được áp dụng khi bắt đầu phiên tòa và cũng đã gia tăng cố gắng khi nó kết thúc vào tháng trước. Nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump cho là lệnh cấm phát ngôn nên được dỡ bỏ trước cuộc tranh luận Tổng thống ngày 27 tháng 6. Lệnh cấm phát ngôn của ông Merchant cấm cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra hoặc kêu gọi người khác đưa ra tuyên bố công khai về các nhân chứng liên quan đến sự tham gia của họ hoặc về luật sư trong tòa án, những nhân viên trong tòa án hoặc những người trong gia đình của họ. Thẩm phán Merchant vào ngày hôm nay thứ ba đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm phát ngôn vì phiên tòa đã kết thúc. Cựu tổng thống Trump hiện có thể nói về các nhân chứng và bồi thẩm đoàn được bảo vệ. Cựu tổng thống vẫn còn bị cấm phát ngôn khi nói về những công tố viên, nhân viên tòa án và những người trong gia đình của họ phần đó của lệnh cấm phát ngôn sẽ vẫn giữ cho tới khi cựu tổng thống bị tuyên án vào ngày 11 tháng 7 sắp tới. Trong một lệnh được đưa ra vào ngày thứ ba, ông Washington cho biết căn cứ để ban hành lệnh cấm phát ngôn ngay từ đầu là để bảo vệ tính toàn vẹn của thủ tục tố tụng tư pháp. Ông viết rằng phần xét xử của các thủ tục này kết thúc khi phán quyết được đưa ra và bồi thẩm đoàn giải tán. Đồng thời lưu ý rằng cựu tổng thống Donald Trump đã kháng cáo lệnh này và đã bị từ chối ông Martin lưu ý rằng mặc dù ưu tiên mạnh mẽ của tòa án là mở rộng các biện pháp bảo vệ đó nhưng tòa án không thể làm như vậy đối với hồ sơ hiện nay khác với hồ sơ mà tòa phúc thẩm dựa vào khi họ đưa ra phán quyết của mình lệnh cấm phát ngôn nói chung sẽ chấm dứt sau khi áp đặt bản án cựu tổng thống donald trump và nhóm pháp lý của ông vẫn khẳng định rằng ông không nên bị ràng buộc bởi lệnh cấm phát ngôn, nói rằng nó đã vi phạm các quyền trong tù chính án thứ nhất của ông, cũng như các quyền trong tù chính án thứ nhất của những người ủng hộ ông. Stephen Chong, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump, cho biết trong một tuyên bố vào ngày thứ Ba, Lệnh vào ngày hôm nay của quyền thẩm phán Marcen để lại một số phần của lệnh cấp phát ngôn vi hiến ngăn cản cựu tổng thống Donald Trump phát biểu thoải mái về những cuộc xung đột khiến cho thẩm phán Marcen bị loại và bằng chứng áp đảo để vạch trần tổng thống Joe Biden. Đây là một quyết định bất hợp pháp khác của một thẩm phán có nhiều mâu thuẫn, rõ ràng sẽ gây khó khăn cho cựu tổng thống Trump, ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống trong cuộc tranh luận tổng thống sắp tới vào ngày thứ năm nhà sáng lập Wikileaks sẽ được tha tù sau khi đồng ý nhận tội gián điệp trước tòa án của Mỹ. Ông Julian Assange là nhà sáng lập Wikileaks sẽ nhận tội trong tuần này về vi phạm luật gián điệp của Hoa Kỳ trong một thỏa thuận sẽ chấm dứt án tù của ông ở Anh và cho phép ông trở về quốc gia Australia, chấm dứt đoạn trường pháp lý dài dẳng tới 14 năm. Ông Assange, 52 tuổi, đã đồng ý nhận tội về một tội danh duy nhất là lập mưu đồ thu thập và tiết lộ các tài liệu quốc phòng bí mật của Hoa Kỳ. Theo hồ sơ gửi lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ cấp quận hạt chuyên trách quần đảo North Mariana, ông ấy sẽ bị kết án 62 tháng tù bằng thời gian đã bị giam. Tại phiên tranh tụng trên đảo Saipan lúc 9 giờ sáng vào ngày thứ Tư 26 tháng 6, Ông Assange rời nhà tù Belmore ở Anh vào ngày thứ Hai, 24 tháng 6, trước khi được tòa án thượng thẩm Anh bảo lãnh và lên một chuyến bay vào chiều ngày hôm đó. Wikileaks cho biết trong một bài đăng trên X, tuyên bố biết rằng đây là kết quả của một chiến dịch toàn thế giới, bao gồm các nhà tổ chức, các nhà vận động cho tự do báo chí, các nhà lập pháp và các nhà đứng đầu từ khắp lĩnh vực chính trị cho đến tận Liên Hợp Quốc. Ông sẽ quay về Australia sau phiên tranh tụng, tuyên bố của Wikileaks cho biết thêm. Đề cập đến phiên tranh tụng ở Saipan, Julian được tự do, vợ của ông Stella Asan đã viết trong một bài đăng trên X. Chính phủ Úc do Thủ tướng Anthony Albanese đứng đầu đã thúc ép việc trả tự do cho ông Assange nhưng từ chối bình luận về các thủ tục pháp lý khi chúng đang diễn ra. Hoa Kỳ điều tra China Telecom, China Mobile về nguy cơ trên Internet và hệ thống lưu trữ cloud. Reuters đưa tin ngày 24 tháng 6 cho biết chính quyền đang điều tra china mobile china telecom và china unicom vì lo ngại ba hãng này có thể tận dụng quyền truy cập vào dữ liệu của hoa kỳ thông qua các hoạt động kinh doanh trên nền tảng lưu trữ cloud và internet ở hoa kỳ và cung cấp những dữ liệu đó cho trung quốc những người có thẩm quyền tại bộ thương mại hoa kỳ đang tiến hành điều tra họ đã gửi giấy kêu gọi đến ba hãng mà được Trung Quốc hậu thuẫn và đã hoàn thành các phân tích về nguy cơ đối với China Mobile và China Telecom, nhưng chưa sâu bằng cuộc điều tra China Unicom. Ba nguồn tin cho hay và từ chối nêu tên vì đó là những cuộc điều tra chưa được công khai. Những hãng này vẫn hiện diện ở mức độ nhỏ tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ lưu trữ cloud và định tuyến lưu lượng truy cập Internet buôn bán ở Hoa Kỳ. Nhờ những hoạt động này, họ truy cập vào dữ liệu của người Mỹ, ngay cả sau khi các cơ quan quản lý viễn thông cấm họ cung cấp dịch vụ điện thoại và Internet bán lẻ tại Hoa Kỳ. Cuộc điều tra này là cố gắng mới nhất của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Trung Quốc khai thác quyền truy cập của các hãng Trung Quốc vào dữ liệu của người Mỹ để gây hại đến các công ty, những người Mỹ hoặc an ninh quốc gia. Cuộc điều tra cũng là một phần trong cuộc chiến kỹ thuật ngày càng trầm trọng hơn giữa hai đối thủ chính trị. Nó cho thấy chính quyền Hoa Kỳ đang cố gắng ngăn chặn mọi con đường còn lại để các công ty Trung Quốc không lấy được những dữ liệu của Mỹ. Đó là các công ty mà đã bị Mỹ nhắm làm mục tiêu. Hai trong số ba nguồn tin nói rằng các cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra quyết định về cách giải quyết mối đe dọa tiềm ẩn. Tuy nhiên, với thẩm quyền điều tra các dịch vụ internet được các hãng thuộc các quốc gia đối nghịch ngoại quốc bán vào Mỹ, các cơ quan quản lý có thể ngăn chặn hoặc cho phép các giao dịch China Telecom và China Mobile cùng với China Unicom từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Hoa Kỳ. FCC, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ, đã từ chối đơn ghi danh của China Mobile về cung cấp dịch vụ điện thoại vào năm 2019 và thu hồi giấy phép của China Telecom và China Unicom về hoạt động tương tự vào năm 2021 và 2022. Vào tháng 4, FCC đã đi xa hơn và cấm ba công ty này cung cấp dịch vụ băng thông rộng. Một phát ngôn viên của FCC nói rằng FCC vẫn bảo vệ quan điểm của những lo ngại của họ. Một yếu tố dẫn tới quyết định của FCC là báo cáo năm 2020 từ các cơ quan chính phủ khác của Hoa Kỳ yêu cầu thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ điện thoại của China Telecom tại Hoa Kỳ. FCC nêu ra chứng cứ là có ít nhất 9 trường hợp China Telecom phạm lỗi định tuyến việc truy cập internet qua Trung Quốc, khiến cho việc truy cập có nguy cơ bị chặn thu, bị thao túng hoặc bị chặn hoàn toàn trước khi đến đích dự định. Bà Ursula Von der Leyen tiếp tục làm chủ tịch ủy ban châu Âu. Những người đứng đầu của Liên minh châu Âu EU đại diện cho ba nhóm chính trị chính trong khối đã đồng ý chỉ định bà Ursula von der Leyen làm chủ tịch ủy ban châu Âu EC nhiệm kỳ thứ hai. Sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu EP ngày 6 đến ngày 9 tháng 6, EP khóa mới sẽ tổ chức bỏ phiếu phê chuẩn ứng cử viên vị trí chủ tịch EC và các ủy viên khác. Những người đứng đầu Liên minh châu Âu sẽ họp ở Brussels trong hai ngày, từ ngày 27 tháng 6 sắp tới. Trước cuộc họp này, 6 người đóng vai trò thương lượng chính đã đạt được thỏa thuận và thỏa thuận này giờ cần có được sự ủng hộ từ đa số. Bà von der Leyen là một trong những nhân vật theo đuổi trường lối tiếp tục giúp đỡ quân sự cho Ukraine, được đảng nhân dân châu Âu EPP ủng hộ. Đảng này dẫn đầu trong cuộc bầu cử EP vừa qua. Ngoài việc đưa bà von der Leyen trở lại làm chủ tịch EC, các nhà đứng đầu cũng đã chọn cựu thủ tướng Bồ đội Nha, ông Antonio Costas làm chủ tịch Hội đồng châu Âu và thủ tướng đương nhiệm của Estonia, bà Kaja Kallas làm đại diện cao cấp về chính sách đối ngoại của EU. Tòa án hình sự quốc tế ICC ra lệnh bắt cựu bộ trưởng quốc phòng Nga và tổng tham mưu trưởng quân lực Nga tội chống nhân loại ở Ukraine. Tòa án hình sự quốc tế vào ngày thứ ba đã ban hành lệnh bắt cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Valery Gerasimov vì cáo buộc tội ác quốc tế xảy ra ở Ukraine. ICC lưu ý trong một tuyên bố rằng Shoigu và Gerasimov bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm ra lệnh tấn công vào hạ tầng, dân sự, gây tổn hại quá mức cho dân thường và đồ vật của họ, đồng thời tội ác chống lại loài người bằng những hành động vô nhân đạo tòa án lập luận rằng có căn cứ hợp lý để buộc các quan chức Nga phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn do lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhắm vào hạ tầng điện của Ukraine từ ít nhất là ngày 10 tháng 10 năm 2022 cho tới ít nhất là ngày 9 tháng 3 năm 2023, và nói thêm rằng nội dung của lệnh bắt giữ vẫn được giữ bí mật để bảo vệ nhân chứng. Thế vận hội Paris không có máy lạnh, các đội Mỹ, Anh, Canada và Ý phải tự mang máy lạnh theo. Các nhà tổ chức Thế vận hội Paris mong muốn biến Thế vận hội này trở thành Thế vận hội xanh nhất từ trước tới nay. Họ đã lắp đặt hệ thống làm mát địa nhiệt thay vì máy lạnh trong các phòng tại làng vận động viên. Các nhà chức trách cho biết hệ thống ống nước sẽ giữ nhiệt độ trong phòng ở mức từ 73 đến 79 độ F và quạt cũng sẽ được cung cấp tuy nhiên đội mỹ sẽ mang theo máy lạnh bà sarah hustlin giám đốc điều hành của ủy ban olympic và paralympic hoa kỳ xác nhận vào ngày thứ sáu trong cuộc trò chuyện của chúng tôi với các lực sĩ đây là ưu tiên rất cao và là điều mà các lực sĩ cảm thấy là một yếu tố quan trọng trong việc thi đấu của họ hustlin cho biết đội tuyển hoa kỳ rất tôn trọng công việc được thực hiện bởi ban tổ chức paris nói riêng và sự tập trung của họ vào tính bền vững nhưng đây là khoảng thời gian rất quan trọng đối với thành tích của đội Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất có kế hoạch mang theo máy lạnh di động cho các lực sĩ của mình. Tờ Washington Post đưa tin hồi đầu tháng này rằng họ đã hỏi 20 quốc gia cạnh tranh lớn nhất liệu họ có sử dụng những máy lạnh di động hay không, và tất cả 8 quốc gia đều trả lời là có, bao gồm Vương quốc Anh, Canada, Ý cũng trả lời là có. Thế vận hội sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 đây là một trong những thời điểm nóng nhất trong năm ở Pháp. USA Today đưa tin, các nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng một đợt nắng nóng có thể xảy ra vào ngày 25 tháng 7 năm 2019, kỷ lục mới được thiết lập khi nhiệt độ ở Pháp đã tăng lên 108 độ. Pháp, Đức, Ba Lan tuyên bố chung gia tăng cộng tác quốc phòng. Vào ngày thứ hai sau cuộc hội đàm tại Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu đã cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav kosiniak tuyên bố về cuộc tập trận chung, các sáng kiến về quân sự và sự cộng tác công nghiệp giữa ba quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết Pháp, Đức và Ba Lan sẽ tổ chức tập trận chung ở Ba Lan vào năm tới. Cuộc họp vào ngày hôm qua là cuộc họp đầu tiên được tổ chức giữa ba vị bộ trưởng quốc phòng của ba quốc gia kể từ năm 2015. Theo Reuters, ba vị bộ trưởng cho biết họ sẽ thiết lập chương trình mua sắm vũ khí tấn công chính xác tầm xa như hỏa tiện hành trình và các quốc gia châu Âu khác cũng có thể tham gia. Reuters đã dẫn lời ông Bistorius sau cuộc gặp gỡ các bộ trưởng quốc phòng của Pháp và Ba Lan ở Paris rằng vũ khí tấn công chính xác tầm xa là một lỗ hỏng nghiêm trọng trong khả năng của châu Âu. Ông Pistorius nói thêm, trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc vào tháng 7 tại Washington, D.C., mục tiêu của chúng tôi là tập hợp một nhóm các quốc gia châu Âu có cùng một chí hướng để lắp đầy khoảng trống. Ba quốc gia sẽ dành ít nhất 2% tổng giá trị sản phẩm GNP cho quốc phòng như một điều kiện tiên quyết và điểm khởi đầu cần thiết để cùng nhau xây dựng hệ thống phòng thủ chung. Quốc hội Kenya bị đốt, trong khi những người biểu tình phản đối luật thuế mới. Một phần của tòa nhà quốc hội Kenya bị đốt cháy vào ngày 25 tháng 6. Hàng ngàn người biểu tình phản đối dự luật tài chính mới đã tràn vào và các nhà lập pháp phải bỏ chạy trong cuộc tấn công trực tiếp nhất vào chính phủ trong nhiều thập niên. Các ký giả nhìn thấy ít nhất là ba thi thể bên ngoài khu phức hợp, nơi cảnh sát nổ súng, Đụng độ lan sang các thành phố khác, những người biểu tình yêu cầu các nhà lập pháp bỏ phiếu chống dự luật áp đặt thuế mới tại quốc gia là trung tâm kinh tế của Đông Phi, nơi nỗi thất vọng về chi phí sinh hoạt cao đã âm ỉ trong nhiều năm. Giới trẻ vốn đã bầu Tổng thống William Ruto lên nắm quyền với sự cổ vũ cho những lời hứa khôi phục nền kinh tế của ông đã xuống đường phản đối các khó khăn xuất phát từ việc thay đổi. Nhưng các nhà lập pháp đã bỏ phiếu thông qua dự luật, sau đó bỏ chạy qua một đường hầm khi những người biểu tình, nhiều người trong số họ là thanh niên, vượt qua cảnh sát để tiến vào quốc hội. Những người biểu tình cho phép các nhà lập pháp đối lập bỏ phiếu chống dự luật bước ra khỏi tòa nhà bị bao vây ngọn lửa sau đó đã được dập tắt. Một người bị bắn thiệt mạng được quấn trong quốc kỳ Kenya và được mang đi. Chính phủ Kenya không có lời bình luận ngay lập tức và dịch vụ internet ở quốc gia này đã bị chậm lại đáng kể. Ông Rudo đang ở bên ngoài Nairobi để tham dự một sự kiện của Liên minh Châu Phi. Ông dự kiến sẽ ký dự luật tài chính thành luật trong tuần này và có hai tuần để hành động. Văn phòng của thống đốc Nairobi, một thành viên của đảng cầm quyền, cũng đã bị cháy trong thời gian ngắn vào ngày 25 tháng 6. Với khó bốc ra từ mặt tiền màu trắng của tòa nhà, văn phòng này nằm gần quốc hội. Vòi rồng của cảnh sát cũng đã được sử dụng để dập tắt đám cháy. Tên Việt Nam, Trung Quốc bao thầu đường hỏa xa tốc hành Bắc Nam cho Việt Nam vào năm 2026-2027. Theo những tờ báo trong nước, dự án đường hỏa xa tốc hành Bắc Nam dài trên 1.500 cây số sẽ khai triển vào năm 2026 cho tới 2027, theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam vào chiều ngày 25 tháng 6 đã làm việc với ông Lâu Tề Lương là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thông tin tín hiệu đường hỏa xa Trung Quốc CRSC tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Crsc trực thuộc ủy ban quản lý vốn nhà nước trung quốc sasac nhà cung cấp hệ thống điều khiển vận tải đường hỏa xa lớn nhất thế giới cũng là cơ quan có thẩm quyền của trung quốc về tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn sản phẩm các hệ thống kiểm soát vận tải hỏa xa Chia sẻ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng của Việt Nam cho biết, theo kế hoạch, Việt Nam sẽ bắt đầu xây dựng hệ thống đường hỏa xa Bắc Nam dài hơn 1.500 cây số và dự định sẽ được khai triển trước năm 2030 và có thể là giai đoạn từ năm 2026 cho tới 2027. Để khai triển, ông cho hay Việt Nam muốn cộng tác với Trung Quốc về lĩnh vực đường rầy, toa xe và đèn tín hiệu. Kế hoạch của nhà nước Việt Nam là cho đến năm 2020, Việt Nam có khoảng 5.000 cây số hỏa sa, các tuyến hỏa sa kết nối với cảng biển, hỏa sa đô thị, hỏa sa tốc hành bắc nam. Hiện tại thì việc xây dựng và phát triển tuyến hỏa sa được Việt Nam cho là rất cấp bách khi Việt Nam có hơn 2.000 cây số hỏa xa với hơn 300 nhà ga, nhưng lâu nay chưa khai thác hiệu quả. Cuối năm 2023. Trung Quốc và Việt Nam đã ký tuyên bố chung tiếp tục làm sâu sắc và nâng cao mối bàn giao toàn diện. Trong đó thì hai bên đã đồng ý kết nối hỏa xa khuôn khổ tiêu chuẩn qua biên giới. Tuyến hỏa xa khuôn khổ tiêu chuẩn ở miền Bắc, đây là hệ thống hạ tầng được đánh giá là quan trọng để thúc đẩy cộng tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào hai em Hồng Loan và Bảo Lộc, chị tên là Thu Vân. Hàng ngày chị theo dõi chương trình của hai em. Chương trình hay, đọc rõ ràng, hai em dễ thương, vui vẻ. Sau này còn có thêm mục tìm người thân thật là có ý nghĩa, chị thích lắm. Chị mong hai em hãy giúp chị tìm người bạn thân tên Nguyễn Thị Phượng, học chung cấp 2, lớp 9A3, thầy nghi chủ nhiệm, trường phổ thông trung nhất, quận Phú Nhuận. Phượng có mẹ bán trái cây ở chợ Sài Gòn người chị tên minh gia đình ở hẻm phở lâm trong chợ phú nhuận sau khi nghỉ học thì hai chị không còn gặp lại nhau gia đình phượng đi mỹ theo diện bảo lãnh người anh tên đức ở tiểu bang california chị thì đang ở tiểu bang virginia chỉ mong hai em đọc tin nhắn này hy vọng phượng hay có ai biết xin hãy giúp cho chị tìm được người thân mà từ đó tới giờ chị chưa bao giờ thôi nghĩ đến phượng À, Phượng có nhớ người bạn cẩn cận bộ ba của mình không? Vân về Việt Nam và đã tìm được bạn cẩn rồi. Số điện thoại của chị là 757-214-2283. Và email của Vân là thuvânnguyen1966.gmail.com Bà Lộc xin được đọc lại số điện thoại của chị Vân là 757 0937 và email là thu vân nguyễn 1966 gmail com quả lọc phòng loan cái mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, trở về với Bồ Sa. <laughs> quý vị bữa giờ hỏi lần là Ủa, chưa đi Việt Nam mà Dạ, giữa từ mới đi. Thông báo trước để chuẩn bị từ từ. <laughs> xong chưa lần sắp xếp trong chưa <laughs> xong rồi lập chưa xong <laughs> <laughs> kể chuyện đi bỏ lọc rồi sẽ xong <cười> <cười> rồi có một câu chuyện mà câu chuyện này thì à, nói về ở huế thì những người huế nói chuyện với nhau lọc xin phép quý vị lọc giả giọng huế để lọc kể câu chuyện này nha quý vị thì có một người à, mới vừa lo đám cưới cho con gái xong thì đi du lịch nước ngoài vừa tới nơi thì nghe ở huế bị lũ lụt nên mới sốt ruột gọi điện thoại cho con của mình tình hình răng con Dạ, ngày đầu thì hẳn vô từ từ, từ tối thì hẳn vô nhanh hơn. Con chưa kịp vẹn quần thì hẳn đã vô ngang hẳn rồi. Càng lúc, hẳn càng to, càng mạnh. Hẳn vô ra liên tục mà ơi. Ngày thứ ba thì con mệt đỏa luôn. Hằng cường ngắm mại, không chịu ra, mệt rửa hè. Con nội vợ chồng con là, là ngắm bợt nợt ri chịu răng thẩu. Trong con nội, hẳn không rụt ra được, thì phải ngâm chịu biệt làm răng trừ. Người mẹ nghe vậy hết hồn liền hỏi lại. Trời ơi, ta hỏi chuyện lục lọi, chứ có họ bi mô mà mới nói chi lạ rửa he. <laughs> dạ con nói chuyện lục lọi mà mà. <laughs> Xin lỗi quý vị nha, tại vì cái câu chuyện này phải nói bằng giọng Huế nó mới ra. Mà Lộc nói giọng Huế cũng nghe nó lạ quá. <laughs> này chị Như Quỳnh mà nghe chị Như Quỳnh cười chết. <cười> Đúng rồi, cái này mà để cho chị Như Quỳnh mà kể chuyện ni là hết sảy con bà bảy <laughs> tiếng huế có hết sảy con bà bảy nữa à? lộc <laughs> chế ok ngày hôm nay lộc loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc loan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của loan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại